Ngày 1 tháng 2, hơn 100 văn nghệ sĩ, người dân thành phố Hồ Chí Minh cùng kiều bào Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới có chuyến tham quan trải nghiệm đi tàu Metro số 1 tuyến Bến Thành Suối Tiên. Lộ trình tham quan dài gần 20 km, bắt đầu từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành và ngược lại. Dịp này có đến 7 chuyến tàu Metro được chạy thử nghiệm toàn tuyến, bao gồm 2 đoàn tàu chạy luân phiên, mỗi đoàn có 3 toa chở khoảng 300 người. Lần đầu tiên và cũng là bước chân được xuống cái nhà ga của tàu điện ngầm của mình, rồi đó được đặt chân lên đây, rồi ngồi ở tới cái toa này và bắt đầu được trên con đường khởi hành để đi xuống Suối Tiên. Thì phải nói rằng là một cái cảm xúc trong tôi thì nó hết sức là rung động, và một cái cảm xúc là không biết nói sao, cái nỗi mừng mà đất nước Việt Nam của mình, thành phố Hồ Chí Minh của mình lần đầu tiên có được một cái tuyến Metro. Thật sự rất là ấn tượng khi mà nhìn thấy cái tuyến xe này. Tại vì những cái năm trước thấy về đây đã bắt đầu xây dựng rồi, nhưng mà hôm nay thật sự bước chân lên cái chuyến tàu đầu tiên cùng với đoàn của mình rất là tự hào. Nãy giờ cũng đi được khoảng 10 phút hơn rồi đó, thì rất là thoải mái mà rất là sướng là có máy lạnh thay vì đi xe máy ở ngoài rất là nóng và bụi bặm nhiều. Và khi mà có cái tuyến xe này, nghĩ là mọi người sẽ rất là hăng hái đi thay vì là đi xe cá nhân á. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, các nhà thầu đã tổ chức những bước thử nghiệm, chạy thử nghiệm một số đoạn ngắn. Việc thử nghiệm cũng được chia thành nhiều giai đoạn, từ thử nghiệm tĩnh, động đến thử nghiệm giao diện, thử nghiệm tích hợp. Hiện tổng khối lượng thực hiện của dự án đạt 97,5%. Việc tiếp tục chạy thử nghiệm toàn tuyến là công tác quan trọng đánh dấu cột mốc tiến đến hoàn thiện tuyến Metro số 1. Đồng thời, đơn vị tư vấn đánh giá an toàn hệ thống sẽ đưa ra các kịch bản tình huống bất lợi khác nhau để kiểm tra và đánh giá mức độ an toàn trước khi đưa dự án vào vận hành thương mại, dự kiến vào tháng 7 năm 2024.